sống với cái không biết, phi logic. Một cái bình cắm hoa như thế này thì các bạn sẽ dễ dàng cảm thấy là nó đẹp, đúng không? Và các bạn rất là khó có thể cảm thấy được cái đẹp từ cái ý tưởng này. Từ cái ý tưởng này. Đây là mấy cái lá được buộc vào cái di chun để cho nó đủ cái độ cao thấp khác nhau. Và mỗi một cái lá này được quấn vào một cái kẹp. Có một điều thú vị là hai người nhìn thấy tác phẩm này của tôi xong đều hỏi rằng là tôi có bỏ cái kẹp này ra không. Tôi bảo không. Đây là một không. Đây là một ý tưởng mới và bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cái phi logic, một cái nhân tạo. Trong khi đó Osawa bảo là không tin những gì nhân tạo. Đấy, đấy là logic nha. Nhưng mà hãy nhường quyền ưu tiên cho trí tuệ. Trí tuệ thấy mọi cái như nó đang là. Hai cái người mà quan sát được khi tôi khoe cái tác phẩm này, họ đều hỏi tôi là có tháo những kẹp này ra không. Tôi bảo không, cứ để nguyên như thế này. Và nó là như thế. Không hiểu lý do gì và tôi làm đến đây, và tôi cũng không có cái nhu cầu thay đổi cái tác phẩm này thêm một tí nào nữa. Và chính vì thế nó vừa độc vừa lạ, vừa chẳng giống ai, mà nó như nó đang là. Và tôi cảm thấy vô cùng thú vị khi nhìn ngắm nó. Thứ nhất là nó sẽ xoay xoáy. À, cái gì? Cũng được, hoặc để cứ để nguyên thế cũng được các bạn nhé. Tất cả những cái gì các bạn nhìn thấy là nó có một cái chút logic các bạn nhé, đúng không? Cái gì nó cũng logic và các bạn có thể thấy nó ở đâu đó. Đúng không? Đây, cả một cái bình hoa này này cũng thế này. Các bạn cũng cảm thấy rằng à, cái cách cắm này thì cũng có một người nào đó họ cắm rồi. Vân vân và mây mây. Nhưng cái kiểu cắm hoa này vô cùng độc lạ, độc và dị này. Vô cùng độc đáo và đặc sắc này. Nó gồm 3 phần nha. Thiên nhân địa. Số 3. Các bạn nhìn này. Các bạn không thấy nó đẹp cái gì? Gì do tâm trí của bạn nó nhảy vào. Còn tôi thì tôi thấy nếu các bạn đã là người đã cảm nhận được cái trật tự vũ trụ vô biên lộng lẫy và nó đẹp từng khoảnh khắc. Nó đẹp từ cái lúc sống cho lúc khép mắt vào lìa khỏi cuộc đời. Mặt mũi nhăn nheo, da hóp và xám vào và để xuống dưới đất thì nó sẽ bị giòi ăn, xong nó rũa ra, nó chỉ còn là một cái khúc xương. Tất cả đều biến dịch như thế. Bạn nhìn thấy tất cả mọi thứ đều biến dịch, đều bị băng hoại và chuyển hóa. Các bạn sẽ thấy là cái này nó cũng chứa sự sống, mà cái kia nó đang chuyển hóa từ sự sống sang cái sự chết và nó thành đất. Đất thì nó lại nuôi các cái cây, nó có mầm. Và các bạn phải tập sống với cái không biết. Và các bạn cứ suy nghĩ. Nếu các bạn cứ suy nghĩ thì nó lại trôi vào logic và nó trôi vào. Thế chị có tháo những cái kẹp kia ra không? Không. Tự dưng nó như thế đấy. Tâm trí tôi nó vận hành kỳ quặc thế đấy các bạn. Thế bây giờ tôi cũng tin vào cái tâm trí nó vận hành kỳ quặc cái này thôi. Tôi để nguyên nó, vì nó không có nhu cầu. Hãy sống theo cái gì đấy nó trôi chảy cực kỳ sâu ở trong người mình. Nó làm cho cuộc sống của mình nó là đơn vị duy nhất một, không lặp lại cái thứ hai và không hao giống một cái gì đó trong quá khứ. Đây là cái sự sống như nó đang là. Các bạn có thấy đẹp? Nói thế nói nữa tạm không thấy đẹp đúng không? Đấy là bạn. Còn tôi thì này này, buộc cả cái que cái... Ôi rồi đổ rồi. Đấy. Đây, cho tuột xuống. Đây như này.
hoặc là mai sẽ chêm cái gì vào đây cho nó như này, vẫn thấy nó đẹp, hoặc là thay cốc đi cho cốc thấp hơn, vân vân. Thật là thú vị.